Mình chào lại cả nhà. Hôm nay có chút gì đó để mình chia sẻ thêm nhiều về cái âm thanh. Như mấy ngày nay mình cũng đã chia sẻ với bà con là nó có bốn loại âm thanh khác nhau. Ví dụ như là âm thanh trên sân khấu, chỉnh có hay cỡ nào hay. Âm thanh studio cũng có thể thu âm rất là hay. Âm thanh karaoke, phòng trà ngoài đời, âm thanh cũng có thể biết chỉnh rất là hay. Cái âm thanh thứ tư bây giờ là cái âm thanh mà tải được những cái đó lên mạng, có nghĩa là âm thanh livestream. Nhiều người cho rằng là qua một cái sợi dây livestream gắm vô handy hay là cái phone mobile thôi á, thì sẽ livestream được. Đúng cũng được, nhưng mà hay hay không, nó được stereo hay không, tại vì cái điện thoại chức năng của nó cũng chỉ là một cái điện thoại thôi. Đấy. Hôm nay mình muốn chia sẻ với các bạn cách nào để mà tải chương trình, tải cái âm thanh lên lên cái livestream của mình mà trực tiếp nhất luôn. Có nhiều anh chị trong band chơi nhạc hay, nhưng mà lại không biết câu đường dây nào, lại không biết dính dáng tới server network hay là về software hardware, cho nên âm thanh bị ồ, bị rè. Hoặc là livestream đưa cái điện thoại đi mà nó bắt cái âm thanh, nó hút vô cái mic của cái điện thoại thì âm thanh nó lại không phải là thật nữa. Âm thanh nó không direct, nó không trực tiếp. Okay. Thường là Huy thích xài computer là tại vì computer nó mạnh hơn. Thứ nhất, mình muốn nâng cấp cái gì cũng được. Thứ hai, mình cũng chơi dây LAN, mình chơi dây internet trực tiếp, tại vì livestream là mình phải tải cái âm thanh và cái video của mình lên trên mạng, cho nên đường truyền phải tốt. Tại sao có người bị mờ, có người bị nhòe, có người rất là rõ, cái đó là cũng là do đường mạng nữa. Okay. Như ở đây thì mình xài đường upload tới 100 Mbps lận, còn đường download của mình là 1 triệu, gọi là 1.000 Mbps, ở đây gọi là đường mạng 1 triệu nha. Thường là trong cái sound thì các bạn sẽ nhìn thấy những cái device mà các bạn có, giống như ở đây mình xài hai cái sound card rồi và một cái ở trong máy. Thường là trong máy đa số nó là Realtek cái sound on board. Thì ở đây mình xài speaker này, nếu mà mình gắm dây thì cái này là mình không có gắm dây. Còn bên này nó sẽ có đường stereo mix. Okay. Đó là đường stereo mix. Nếu mà bây giờ mình chuyển qua stereo mix á, thì nó lại là mix hết. Okay, nó là mix hết. Cho nên thường mà bà con mà ai mà xài mixer, như các anh chị mà xài mixer thì xài đường line in. Xài đường line in rồi ở đây lúc mà mình vào chỗ live á, mình cũng chọn đường line in là default. Ví dụ như mình xài đường line in để phát nhạc. Okay, làm trên cái mixer có đàn, có trống, có kèn, có cái microphone của ca sĩ hát, thì mình xài đường line in. Thì trong cái Facebook này, mình nói ví dụ trong cái Facebook này, mình bấm vào live, trong này nó sẽ hỏi mình chọn cái source nào để mà live stream, video nào, audio nào, thì mình có thể chọn cái đường line in nếu mà mình đã gắn vào đường line in rồi. Còn như bây giờ hiện tại là Huy đang xài là đường What You Hear. Thì bên playback What You Hear là cái hiệu Sound Blaster, thì ở đây mình cũng phải chọn cái playback của nó là cái đường cái sound card Sound Blaster luôn. Có nghĩa là đường playback mình xài cái nào thì đường recording mình xài cái đó. Ok. Còn nếu mà các bạn mà thích âm thanh mà hay hơn, rõ hơn, trong hơn, chắc hơn, đẹp hơn, nói chung là cao nhất luôn đó, thì cái dòng Sona này, thì như Huy hay giới thiệu, cái dòng Sona này là cái dòng DTS sound card mà có input output HDMI nha. Trong này có thể set hi-fi được. Âm thanh nó ra rất là hay. Mixer ở đây,
mình có thể chọn đường line in cũng giống như những cái khác, hay là chọn đường wave out hay là stereo mix. Mà thường như mình nói, chỉ gắn đường line in thì xài đường line in thôi, thì nó không bị những âm thanh khác ảnh hưởng. Có nghĩa là nhạc trong computer cũng không bị ảnh hưởng vào luôn, chỉ có đường line in nhạc từ cái mixer thôi. Còn nếu mà mình xài đường mix thì tất cả những âm thanh đều bị dính dáng, bị ảnh hưởng hết. Có nghĩa là âm thanh nói chuyện, âm thanh ca hát, âm thanh đàn, âm thanh trống này nọ tất cả vào hết. Cho nên lúc mà xài cái này cẩn thận một tí. Cái này là về cái sound card, nói về âm thanh high end. Okay. Nhưng mà thật sự mà nói âm thanh karaoke thì là cái sound card ODG này của mình, nó cũng tới 7.1 này nọ, nó cũng có đường optical out nha. Như mình nói chuyện thì mình có thể chỉnh sửa âm thanh như hôm bữa mình đã giải thích rồi. Thì những cái này là những cái mà làm cho mình hát nhẹ, nói chuyện nhẹ hơn. Đấy, như nãy giờ mình nói chuyện kiểu làm MC thì mở cái âm thanh này để nói chuyện cho nó êm, nó dịu một tí. Đấy, với lại bây giờ cũng là buổi sáng. Trong này thì mình xài What You Hear. What You Hear là có nghĩa là, nếu mà dịch đúng từ thì những gì bạn nghe được. Thường trong What You Hear mình để 75-80. Có nghĩa là bây giờ mình nói chuyện nghe được, không cần biết là nghe lớn nghe nhỏ. Okay. Thậm chí bây giờ mình mute luôn cái loa ở đây mà mình nói chuyện, các bạn vẫn nghe mình nha. Mình đang xài headset cho nên cái microphone của mình ở đây nè, chỉnh lớn nhỏ được. Okay, các bạn nhìn thấy nha. Cho nên nó không bị ảnh hưởng những cái âm thanh bên ngoài. Okay. Lúc mà mình dặn nhỏ đi á, cũng không có ảnh hưởng tới hàng xóm, hay là mình dặn nhỏ cái này, nó không ảnh hưởng, nói chuyện nghe vẫn bình thường, vẫn như lúc mà mình mở lớn. Đây nên thì mình xài cho cái condensed microphone, nó phải qua cái phantom. Phantom mình gắn như đường line in, gắn dây stereo vô đường line in thôi, chứ cũng không có xài qua USB. Nhưng mấy người mà professional một tí xài USB interface này nọ, rồi xài qua OBS, xài qua Cubase. Mình muốn đơn giản, ai cũng xài được và ai cũng nghe được. Ok. Mà mình khuyên bà con xài browser để mà chơi. Là tại sao? Thì cũng giống như mọi người hay chơi, mình cũng làm y chang như vậy. Một bên là YouTube và một bên để mình livestream. Okay. Bên livestream này thì mình cũng có thể nhìn thấy được. Mình cũng nhìn thấy được. Đây. Mình cũng có thể thấy được cái camera của mình. Okay. Ở đây mình chưa có chọn camera nào thôi nha. Mình có thể thấy được camera, mình có thể thấy bitrate của video chạy bao nhiêu, audio chạy bao nhiêu, chạy nó có ổn định hay không, đường mạng, đường truyền có được hay không. Thì ở đây các bạn chỉ cần chọn vào cái nhóm nào, bấm live thôi là các bạn online. Còn cái thằng OBS thì ai cũng nói là nó free để mà chơi. Thì thật sự mà nói, nếu mà free thì mấy người software engineer, software technical họ sống bằng cách nào? Dĩ nhiên bên trong nó sẽ có những cái gì như những cái plugin mình phải trả tiền mới xài được. Nhưng những cái background rồi mình phải donate mình mới xài được. Okay. Rồi các bạn có biết xài những cái chương trình đó thì nó yêu cầu máy cũng phải ok, máy cũng phải đời mới đời mạnh. Mình lại cũng càng không muốn người ta phải tốn tiền cho những cái thứ đó. Cho nên mình khuyên xài browser là hay nhất. Okay. Xài browser, bên này mở nhạc, bên này livestream. Rồi cộng thêm mai mốt có một cái chương trình của mình làm ra thì ở đây không cần phải qua YouTube nữa, mà là qua cái software đó, cái App Store. Okay. Qua cái software, qua cái App Store thì nó càng đơn giản hơn nữa. Vừa tìm nhạc hát local được, vừa tìm nhạc hát online được. Đó. Đây, mở tí nhạc buổi sáng cho nghe. Rồi cuối cùng tất cả âm thanh đều là một hết. Đó, cả nhà nhìn thấy nha. Tại vì cái thời đại bây giờ
âm thanh chỉnh hay cỡ nào mình không quan tâm. Mình chỉ quan tâm là ngồi ở nhà làm sao hát cho nó vui vẻ, cho nó hay. Trước giờ Huy cũng chưa bao giờ là làm cái quảng cáo nào hết. Tại vì mình cảm thấy mình còn quá bé nhỏ. Mình còn quá bé nhỏ. Mình muốn chia sẻ để mọi người đều biết. Ngoài những cái chương trình OBS ra thì ở đây cũng còn những cái chương trình như ở đây các bạn nhìn thấy streaming. Của Cyberlink. Của Cyberlink. Hay là Manicam. Manicam thì nếu mà các bạn mua thì nó sẽ có nhiều chức năng hơn. Nhưng mà làm gì làm, bỏ tiền mua vui mà. Cái này thì họ bán tùy loại mình xài. Tùy mình xài cho nhiều hay ít nữa. Ok, nhưng mà được cái này là nó support 4K. Và mình có thể livestream một lúc YouTube, 2-3 account, Facebook 2-3 account. Tất cả đều ra được 4K nếu mà camera của mình nó support 4K. Ok, ở đây là các bạn nhìn thấy nha. Mình đã từng thử và đã thành công. Đường truyền nó cũng là một cái vấn đề khác nữa. Tại vì tải 4K lên mạng mà tải 2-3 bên, rồi computer phải ra sao, video card phải ra sao, nó dính dáng rất là nhiều. Đó, cho nên không những là software, không những là hardware, về network, về multimedia, tất cả đều phải kết hợp được chung với nhau nha. Video này mình làm xong thì mình sẽ đưa lên YouTube cho các bạn xem thử, cho các bạn nhìn thấy. Còn nếu mà các bạn nhìn thấy mà thấy ok hay là có gì thắc mắc thì có thể liên lạc trực tiếp với mình. Liên lạc trực tiếp với mình để mình có thể chia sẻ cái hiểu biết của mình. Và biết đâu và mình lại nhận được một cái chia sẻ nào đó của các bạn để mà mình học hỏi thêm nữa. Mỗi người một cái kinh nghiệm, không ai hơn ai hết. Trên đời không ai thông minh cũng không ai ngu. Ai cũng là con người. Ok, thôi mình xin ngừng cái video tại đây nha.